Thưa quý vị, ngày 7 tháng 12, Bộ Tài chính tiếp tục tổ chức hội nghị với các bộ ngành địa phương, các nhà tài trợ nước ngoài về giải ngân vốn đầu tư công, nguồn vay nước ngoài của chính phủ 11 tháng đầu năm 2020. Tại hội nghị, nhiều bộ ngành địa phương đã cam kết sẽ hoàn thành giải ngân nguồn vốn này. Thông tin tại hội nghị, lãnh đạo cục quản lý nợ và tài chính đối ngoại Bộ Tài chính cho biết, trong 11 tháng của năm 2020, các bộ ngành đã giải ngân được 6.312 tỷ đồng, đạt 34,65% vốn kế hoạch giao đầu năm và 45,51% nếu tính trên số kế hoạch năm 2020 đã được điều chỉnh sau khi cắt giảm của các bộ ngành. Số kiểm soát chi kế hoạch vốn năm 2020 của kho bạc nhà nước 11 tháng của năm đối với các dự án bộ ngành thực hiện là 6.413 tỷ đồng, đạt 35,2% kế hoạch năm. Còn tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương chiều cùng ngày, đại diện Cục Quản lý Nợ và Tài chính Đối ngoại cho biết, nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương đính đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2020, số giải ngân đạt tỷ lệ 41% so với dự toán điều chỉnh. Trong đó, có 4 trên 62 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 70%. Nguồn chính phủ cho vay lại các địa phương giải ngân đạt 38% so với dự toán được giao và 41% so với dự toán sau khi trừ số đề nghị hủy. Về tổng thể, tỷ lệ giải ngân chung là 39,5% dự toán được giao. Về giải ngân dự toán vốn đầu tư công năm 2019 kéo dài, đã giải ngân được 76% dự toán năm 2019 được chuyển nguồn và kéo dài. Theo Bộ Tài chính, tỷ lệ giải ngân 11 tháng là 41% vẫn là thấp so với mục tiêu đề ra. Trong khi đó, phần lớn các địa phương cam kết với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là sẽ đạt tỷ lệ giải ngân từ 90% trở lên. Trong khi đó, thời gian còn lại để giải ngân dự toán vốn đầu tư công năm 2020 chỉ còn chưa đầy 2 tháng. Kết quả giải ngân của cái tháng 11 thì cũng đã có cái tiến triển nó tốt hơn. Tuy nhiên cái nhiệm vụ còn lại từ nay đến cuối năm cái khối lượng công việc là còn khá nhiều, nó còn tới trên 50% kế hoạch điều chỉnh. Nếu như mà không có những cái biện pháp để mà chỉ đạo tiếp tục quyết liệt thì chúng ta cũng khó mà có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao. Những cái chương trình và dự án mà kết thúc thời gian thực hiện và giải ngân trong năm 2020 ấy mà cần phải làm thủ tục điều chỉnh dự án và điều chỉnh cái thời hạn thời gian rút vốn thì mong rằng là các ông chí cố gắng khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét quyết định sớm từ đó thì là có cái trao đổi với nhà tài trợ về cái thời hạn giải ngân rút vốn cho nó phù hợp tại hội nghị đại diện các bộ ngành địa phương và nhà tài trợ cũng đã thông tin thêm về các vấn đề liên quan tới tình hình giải ngân vốn vay nước ngoài đồng thời cũng đưa ra quyết tâm cam kết để đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất Việc phê duyệt ngân sách sớm về vốn ODA trong năm 2020 là rất quan trọng để có thể tiến hành các hoạt động liên quan tới trao thầu, thực hiện hợp đồng. Việt Nam đã giải ngân được 345 triệu đô la Mỹ. Chúng tôi mong muốn giải ngân được thêm hơn 40 triệu đô la Mỹ từ nay đến cuối năm. Chúng tôi hy vọng rằng năm 2020, Việt Nam có thể thực hiện phân bổ ngân sách ngay từ đầu năm, làm cơ sở để đạt được kết quả tốt hơn trong giải ngân của năm 2021. Việc giao vốn ấy, thì bây giờ là ngay từ đầu năm để cho những năm tiếp theo là phải chú trọng về giao vốn. Giao vốn giờ thì cũng đã khai thông nhiều nhưng mà để giao vốn được cái thủ tục nó lại phải có thì cái này là một mặt là cái bên quản lý dự án phải chủ động nhưng mà cũng phải có cái cái việc phối hợp của giúp đỡ của các nhà tài trợ cũng như là của các bộ ngành. Còn chúng tôi cam kết là khả năng năm nay giải ngân ODA là sẽ gần như hết. Tại hội nghị, đại diện Bộ Tài chính đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tiến độ giải ngân để thực hiện lời hứa của mình trước Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành 100% kế hoạch đề ra. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục giả soát và làm việc cụ thể với các bộ, ngành, địa phương và các dự án có số dư tài khoản đặc biệt lớn.